Tiếng Hán có câu quý hồ tinh bất quý hồ đa, hay như tiếng Việt của mình, một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Nhà mình bây giờ đã phun vải tháng 3, u trưng trắng và vải u hồng đâu, hôm nay mới phun các bạn ạ. Chẳng phun gì đây, cũng gian lộc như này rồi, cũng chẳng tìa gì cả, hôm nay phun. Tuy nhiên hôm nay mình phun thì có một thuốc sâu cũ thôi, có hai loại thuốc. Thuốc cũ là ngày xưa phun vải ấy, gọi là alpha cua, alpha cemetin gì đấy, đấy, và cái hổ giá lâm ấy kìa, thành phần gì mình xa quá mình không nhìn nó rõ, sẹt phen martin gì đấy, đấy, có hai loại mình phun thuốc cũ nhá. Thì bây giờ phun lọc thì mình có được phân bón lá dầu đạm thì tốt quá, nhưng mà hôm nay mình chưa mua thuốc, chưa mua phân, chỉ phun thuốc cũ cho hết sạch rồi, rồi phun thuốc sâu thôi. Thì mình bây giờ trong năm vừa rồi làm chẳng ăn thua gì cả, may lấy được mấy cây này để chơi cây túc các bạn ạ. Thời gian mà nghỉ Covid mình lấy được mấy cây cảnh, một cây túc, một cây dưới to, còn lại những cây dưới nhỏ thì lấy về để bán. Tóm lại là con thua. Tận giờ mới phun nước sâu. Theo chia sẻ của một số bạn là vải u hồng đã ra lộc 2, thậm chí ở ngay trên bên Tân Yên thôi, vải các bạn ra lộc 2 rồi. Mà cái vải tháng 3 này, u trưng trắng này mình hái, mình vặt chuyến đầu tiên từ hôm rằm tháng 4, hôm nay hơn 2 tháng rồi, chưa phun nước sâu. Đây, chơi như cuống, à chơi ra chẳng có tí lộc tí lá nào cả. Vậy lần này mình phun muộn nhá, sau 2 tháng xong khi bẻ, gần 2 tháng, tháng rưỡi rồi, mình mới phun nước sâu mà không có phân gì cả. Xem tình hình xem sang năm thế nào. Còn vườn vải Thanh Hà thế, có lẽ mai mình mới phun. Bây giờ thuốc sâu sắp đầy rồi, mình đi phun đây. Thời gian hiện tại mình làm video này là 6 giờ 35 phút ngày mùng 6 tháng 7, thì không biết âm lịch hôm nay ngày bao nhiêu. À, nước đầy rồi. Mình phun một thùng thuốc sâu này cho cái vải sớm và vải ghép. Mình ghép từ hôm nọ ăn này. Đây mình ghép một số, phun vải ghép nhá. Còn vườn vải u hồng thì mai mình vải Thanh Hà mai mình phun kia, vải ghép trên kia. Đấy. Đây cái phần vải ghép mình đây, trời hơi tối các bạn thông cảm. Tối rồi mình mới có thời gian mình làm. Năm nay mình ghép khá nhiều các bạn ạ. Mình ghép khoảng độ 50 cây. Vừa tháng 3 u trưng trắng và vừa vải thiều, ghép tương đối dày. Sang năm cái khu trong vườn này mình sẽ không khoanh nữa, bởi vì có vải ghép. Còn bây giờ mọc tỷ lệ là bao nhiêu thì không biết, bởi mình ghép thì nó không được trong thời tiết nó thuận lợi cho lắm. Nắng nóng rồi mưa ẩm ướt nó không thuận. Còn những cành này cành u hồng đã mọc rồi, mình kệ nó. Kể cả những cành ghép này, hôm nay ghép, hôm nay phun nước sâu, sang năm nó ra được một hai lần là nó ra quả, kệ nó. Vải Thanh Hà các bạn ạ. Còn mấy nữa Thanh Hà mà không có giá hoặc nhiều quá ít rẻ thì lại tính sau, lại cưa đi để vốc vải thiều. Thôi tóm lại cứ làm, nông dân mình vất vả lắm, cứ mò mẫm thôi, được cái gì hay cái đấy. Thì thời điểm hôm nay mình phun xong, mấy nữa mình cập nhật lại xem cái vải này có được bao nhiêu cảnh, được bao nhiêu được các bạn ạ. Đây vải mình đây, chào các bạn nhé. Mình làm gì mình chia sẻ cùng các bạn. Có thể nhiều bạn nặng chán lắm, nhưng một số bạn cũng có thể có ích cho một số bạn. Thôi chào các bạn, mình tắt video rồi, về mình đi phun thuốc đây, tối rồi, bây giờ kém 20 rồi. Cảm ơn các bạn xem video của mình.